Như Quỳnh trong mấy ngày hôm qua, hôm nay lướt qua một số trang lề trái, chúng ta thấy rằng có nhiều bài viết về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh của số Dân Chủ trong nước. Tụ chung lại các bài viết đều có nội dung nhớ mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Điển hình như nhà Dân Chủ Lê Công Định có bài viết nhớ mẹ nấm, nhà Dân Chủ Trần Trung Đạo có bài viết để nhớ một năm từ ngày Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt. Sở dĩ có bài viết này là vì cách đây đúng một năm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị bắt tạm giam và khởi tố về hành vi tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tất nhiên, các bài viết của các nhà dân chủ đều có nội dung nhớ về Quỳnh, thanh minh cho các hành vi của Quỳnh, đồng thời vu cáo chính quyền bắt bất nhân, tàn ác, chia cắt tình mẹ con, vi phạm nhân quyền, đàn áp bất đồng chính kiến. Bên cạnh đó là các lời cổ vũ động viên cho Quỳnh. Có thể nói đây là một trò tự sướng của các nhà dân chủ nhằm khích lệ cổ vũ lẫn nhau, đồng thời qua đó tiếp tục tuyên truyền chống nhà nước. Còn nhớ, nếu mà chúng ta nói về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì người dân chúng ta chỉ nhớ tới một đối tượng, đó là một kẻ chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà thôi. Nhớ về cáo trạng tại phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ghi như sau: từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2016, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng Facebook cá nhân để soạn thảo, đăng tải chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, xuyên tạc, đả kích phê phán đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Các bài viết này đã gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành quản lý xã hội của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tuyên truyền kích động nhân dân chống lại nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Từ năm 2013 đến năm 2016, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã nhiều lần trả lời phỏng vấn các báo đài, tổ chức hoạt động truyền thông nước ngoài, xuyên tạc tình hình trong nước trên các lĩnh vực lịch sử, kinh tế, chính trị, quốc phòng, ngoại giao, pháp luật, các vấn đề dân chủ, nhân quyền. Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn nhiều lần đứng ra tổ chức hoặc tham gia các hoạt động, sự kiện nhằm kích động, xúi giục người dân chống đối nhà nước. Bị cáo còn tàng trữ tại nơi ở một số văn hóa phẩm có nội dung xuyên tạc đả kích chế độ xã hội chủ nghĩa, kích động nhân dân phá hoại khối đoàn kết toàn dân. Và mọi người còn nhớ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị xét xử 10 năm tù giam cho các hành vi của mình. Nhớ về Quỳnh, chúng ta chỉ nhớ như thế thôi. Thưa các bạn, bản tin hoạt động dân chủ của Dân Chủ Nửa Mùa ngày